anh xà lan này anh đang xuống các bạn, chở rất là nhiều đá luôn, rất là khẩm luôn. Rồi kìa, xuống rất là kỹ nha, mình thấy anh này cầm chạy rất là chậm nè. Cabin rất là đẹp, màu rất là nổi luôn. Tiếng động cơ nghe rất là phê kìa, thổi lên liêu kêu kìa. Trước đó là khổng lồ ở dưới đang đợi, bên kia anh đang chằng gàng ở dưới các bạn. Đi trước là ghe gom, đi sau là ghe lúa, tiếp theo là ông xà lan đang ôm vô một cái lan. Rất là cực. Chỉ thấy được có cái mũi không các bạn, còn bao nhiêu cái phần ghe mất tiêu hết rồi. Đang canh các bạn, đang canh cái mực để mà cho anh tài công anh chạy nha. Đây mình sẽ xem anh xà lan chở một đống cát rất là bự các bạn. Đang đi xuống này ở cua nha. Tới này luôn rồi. Dưới có anh ghe anh đang nhường các bạn. Bạn thấy anh ghe anh đang nhường, anh núp sát đi trong cái lề. Anh này cũng khá là nhỏ nha.
Liên minh sao lại phía sau bóng càng nữa kìa. Thank you.